nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh cho nên con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối đáng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng, lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ thành trơn biên tập bình minh thời gian ngày 15 tháng 9 năm 2010 địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông 144 trăm chư vị pháp sư chư vị đồng học xin Chân mời ngồi mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang một trăm sáu mươi hàng thứ năm bắt đầu xem từ câu sau cùng ngày nay đức thế tôn diễn nói diệu pháp của phật di đà trú vào chỗ của phật di đà trú làm việc mà phật di đà làm nghĩ điều di đà nghĩ nên gọi là Trú vào đạo tối thắng nơi chư Phật trú Đoạn này Là Giải thích tổng kết của đạo tối thắng ý nghĩa rất thâm sâu chúng ta cần phải nỗ lực học tập đức thế tôn ở trong lần đại hội này giống như chúng ta tổ chức hoạt động giảng tòa vậy Đem thế giới cực lạc Của Phật A Di Đà giới thiệu cho chúng ta Cho nên Pháp hội này Hiển lộ sự thù thắng tột cùng Lúc này Thế Tôn cũng vô cùng hoan hỷ Phóng quan hiện tướng đoan nghiêm chúng ta căn cứ vào lời tôn giả a nan nói ngài là thị giả của phật ngài nói xưa nay chưa từng thấy nhân duyên thù thắng như bây giờ à cũng biết Lần này Thế Tôn diễn giảng nhất định có sự khác thương Hiện thị pháp môn này Trong nhất đại thời giáo Tức 49 năm giảng kinh dạy học của Đức Thế Tôn Là pháp môn hy hữu bậc nhất giới thiệu cho chúng ta Sở trú, sở hành, sở niệm của Phật Chính là chữ diễn này Ngài đang thể hiện, đang biểu diễn Vậy chúng ta muốn học Cũng phải nắm bắt Trú, hành, niệm Phải nắm bắt ba chữ này nếu chúng ta cũng có thể trú vào nơi của di đà trú làm việc di đà làm nghĩ điều di đà nghĩ thì chúng ta liền kế nhập vào được pháp môn này lợi ích thù thắng vô lượng trong pháp môn đời này chúng ta có thể đạt được lợi ích thù thắng vô cùng này nghĩa là Viên mãn chứng được Vô thượng bồ đề Như vậy thì hy hữu khó được biết bao Nơi trú của Di Đà A à, Di Đà Phật trú ở đâu? Theo nghĩa rộng mà nói Chính là 48 nguyện Phật Ông A Di Đà Học. kiến lập thế giới Học. tây phương cực lạc là vì phổ độ phổ độ khách thể chúng sanh khổ nạn trong pháp giới hư không giới. Cổ nạn này là nói đến lục đạo. Lục đạo chúng sanh quá khổ, quá đáng thương. Đây là từ bi vô tận của Phật Di Đà. Thương xót những chúng sanh này. Muốn giúp những chúng sanh này. Phương pháp quá kỳ diệu. Không cần đoạn hoặc chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc Ngài liền có phương pháp Khiến những chúng sanh này Nhanh chóng chứng được đạo vô thượng Đạo tối thắng Duyên này quá hy hưởng Quá thù thắng Phật Di Đà đã nghĩ đến À, Ngài dùng phương hóa, pháp rất đơn giản Cho nên Nơi Phật Di Đà Trú ừ. Nói một cách đơn giản Là trú ở đạo Làm sao để độ thoát chúng sanh Đạo này Là đạo lý là phương pháp. Dùng phương pháp như thế nào? Dùng đạo lý gì? Có thể khiến tất cả chúng sanh thành tựu đạo tối thắng. Từ đó cho thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta công việc xử sự, sự đối nhân tiếp phận mỗi niệm không quên câu kinh văn ở dưới đã nói ra tất cả quá khứ vị lai hiện tại phật phật tương niệm Phật A Di Đà niệm tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật không có vị nào không niệm Phật A Di Đà. Vì sao vậy? Vì niệm Phật thành Phật. Đạo lý Đức Phật nói rất nhiều, nói rất rõ ràng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phật A-di-đà là từ tâm tưởng sanh Thế giới cực lạc cũng từ tâm tưởng sanh Tâm nghĩ đến Phật A-di-đà Tâm nghĩ đến thế giới cực lạc Làm gì có đạo lý không sanh tịnh độ Cho nên Pháp môn này Ngộ Ích Đại Sư nói rất hay Có ba điều kiện cơ bản để vãng sanh là tính nguyện hạnh Tính Là điều kiện đầu tiên Hoàn toàn kính ngưỡng Tin tưởng khẳng định Hoàn toàn không có hoài nghi Bất luận là căn tánh nào Ba căn thượng trung hạ Đều không có gì khác Chúng ta thấy ngày nay Những người tu học pháp môn tịnh độ rất đông Rất nhiều người niệm Phật Nhưng người vãng sanh thì không nhiều Thậm chí Niệm Phật Mà bị đọa địa ngục Trước đây Tôi theo thầy lý học kinh giáo Lần đầu tiên Thấy Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương Sớ Sao Của Pháp Sư Từ Vân Quán Đảnh Viết vào năm đầu Phu Càng Long Thời Nhà Thanh Pháp sư từ Vân Quán Đảnh là một bậc cao tăng nổi tiếng thông tông thông giáo hiển mật viên dung trước tác rất nhiều vạn tục tạng của nhật bản đã sưu tập hơn 20 loại kinh chú và luận thuật của ngài rất phong phú cuốn sách nhỏ đó là ngày chú giải trường viên thông của kinh lăng nghiêm chúng ta biết chữ nghĩa trong viên thông chương không nhiều chỉ có 244 chữ còn ít hơn bát nhã tâm kinh Bác Nhã Tâm Kinh có 260 chữ Chương này có 244 chữ Nhưng chú giải vô cùng phong phú Rất tương tận Sau cùng Đến chương sau cùng Nói đến người niệm Phật Có 100 loại quả báo khác nhau Đầu tiên là Đọa địa ngục tôi thấy kết luận này cảm thấy hoài nghi niệm phật bất luận niệm như thế nào dù không tốt đến mấy cũng không đến nỗi niệm vào địa ngục nghĩ sao cũng không thông tôi liền cầm cuốn sách này đến hỏi thầy lý thỉnh giáo thầy thầy lý vừa nhìn đây là việc lớn không phải việc nhỏ thầy không nói với riêng tôi khi giảng kinh thầy sẽ nói với tất cả mọi người tâm thái niệm phật rất quan trọng nghĩa thú tương đồng với tông môn của thiền tông quý vị biết niệm chăng Ngày nay niệm Phật thực tế mà nói Người biết niệm rất ít Người không biết niệm thì quá nhiều Phạm những ai thực sự huyết niệm Không có người nào không vãng sanh Không biết niệm Thì đều có phần trong tam đồ lục đạo Lúc này tôi mới hiểu Dùng tâm sân nhuế niệm Phật Niệm Phật mà con nổi giận còn sân si Đây là đường địa ngục Niệm Phật mà không đoạn tâm tham Đoạn vào đường ngạ quỷ Niệm Phật mà ngu si không phân chánh tà Không rõ thị phi Thì đọa vào đường súc sanh Hành trì nghiêm túc ngũ giới thập trị Niệm Phật như vậy mới đến được cõi người Như vậy chúng tôi mới hóa nhiên đại ngộ Bởi thế ngày nay chúng ta nhìn thấy trong kinh vô lượng thọ Điều kiện vãng sanh là gì? Phát tâm Bồ Đề nhất hướng duyên niệm. Tâm Bồ Đề là gì? Trong kinh luận giải thích rất nhiều. Chúng ta tổng hợp những giải thích trong kinh luận. Dùng 10 chữ để biểu lộ rõ ràng về nó thể của tâm bồ đề là tâm chân thành chúng ta có chân thành chăng tâm niệm phật là chân thành đồ nhân thiết phật đều là chân thành một tâm chân thành mới được khi ta niệm phật dùng tâm chân thành khi không niệm phật thì dùng tâm hư ngụy như vậy sao được đó là giả không phải thật quý vị không hiểu giáo lý không hiểu thật tướng các pháp nên tâm chân thành không hiển lộ được tâm mà ta dùng toàn là vọng tâm toàn là tâm tự tư tự lợi tâm này không tương ưng với vật ai di đà Sự thù thắng của tình tông Được xưng là đạo tối thắng Thực tế mà nói Chính là chỉ 48 nguyện của Phật A di đà Bốn nguyện của Phật Di Đà Chúng ta thử nghĩ Ta khởi tâm động niệm đối chiếu với bốn mươi tám nguyện thì tương ứng với nguyện nào có thể nói là không tương ứng với nguyện nào cả như vậy sao có thể vãng sanh khởi thì tâm động niệm xưa nay chưa hề quên cái ta Chỉ cần có cái ta liền dẫn đến tự tư tự lợi Danh văn lợi dưỡng Ngủ dục lục trân Tham sân si mạng Những thứ này Là nhân duyên chướng đạo Không phải Đức Phật không từ bi Không đến tiếp dẫn quý vị mà do những thứ này gây chướng ngại Ở chỗ Phật không chướng ngại Mà chướng ngại gây nơi bản thân chúng ta Cho nên mặc dù bản thân có cảm Đức Phật có ứng Phật có đến ứng không sai Nhưng cái ứng của Phật Quý vị không cảm nhận được Tất cả đều bị chướng ngại Vì thế trước khi Đức Phật diệt độ Đã dạy chúng ta hai vấn đề Vô cùng quan trọng Do tôn giả A Nan hỏi Thật ra là hỏi thay cho chúng ta Đức Phật tại thế Chúng còn nương Phật làm thầy Học tập theo Ngài Khi Phật diệt độ rồi Chúng còn nương ai để làm thầy đức phật đã nói hai câu lấy giới làm thầy lấy khổ làm thầy điều này đã nói rất rõ nhất định phải trì giới nhất định phải biết cam nhẫn không sợ khổ vì sao vậy vì trì giới nghĩa là không khác gì khi phật còn tại thế chịu đựng được cái khổ thì đạo tâm mới tăng trưởng không bị mê luyến thế tục không bị đọa lạc đặc biệt là trong thời đại ngày nay của chúng ta bên trong có tam độc phiền não phật pháp nói tham sân si là tam độc bây giờ tôi nói là ngủ độc phía sau các bản phiền não tham sân si còn có mạng còn có nghi còn có ác kiến tôi nói năm loại tham sân si mạng nghi Vấn đề của nghi này rất nghiêm trọng Chúng ta hoài nghi Phật Bồ Tát Hoài nghi Kinh Giáo Như vậy làm sao tiếp thu được Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta học Phật Nghiên cứu Kinh Giáo Một phần thành kính Được một phần lợi ích Hai phần thành kính được hai phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Người bây giờ Tuyệt đại đa số Tâm tình nông nổi Tâm thái này Cho dù chư Phật Bồ Tát Từ bi đến dạy Chúng ta cũng không tiếp thu được gì vì sao vậy vì không có tâm thành kính từ đó cho thấy tuyệt đối không phải phật bồ tát không từ bi các ngài từ bi vô tận từ bi đến tột đỉnh chỉ trách bản thân chúng ta Chúng ta đã sai Không phải do người khác Điều này không thể không biết Muốn học Phật, muốn thành tựu Nhất định phải y giáo phụng hành Nên biết Lúc Thế Tôn còn tại thế Ngài đã làm tấm gương tốt Cho chúng ta noi theo Ngài dạy chúng ta trì giới Ngài đã làm được Ngài dạy chúng ta lấy khổ làm thầy Điều này Ngài cũng đã làm được Lúc Đức Phật tại thế 30 tuổi khai ngộ Bắt đầu giảng kinh thuyết Pháp 79 tuổi viên tịch Trong kinh ghi chép rằng Ngài giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Trong thời gian dài đó Ngài không lập đạo trang Không xây dựng tự viện Ngài sống cuộc đời như thế nào? Bây giờ gọi là cuộc sống lang thang Không có nơi ở nhất định nào Sống đời du mục Sinh hoạt thì rất đơn giản Ngày ăn một bữa Đêm ngủ dưới gốc cây Trong giới kinh Đức Phật dạy hàng tỷ theo chỉ được ngủ một đêm dưới mỗi cội cây không được ở liên tục hai đêm vì sao vậy vì sợ ta khởi tâm tham cho rằng cây này rất lớn bóng cây rất mát đúng là quá tốt ngày mai ta đến đây ở như vậy không phải là đã khởi tâm tham rồi ư vì thế đức phật quy định dưới mỗi gốc cây chỉ được ngủ một đêm ngày mai phải đến nơi khác không được ở hai đêm dưới một gốc cây quý vị thấy ngăn chặn sai lầm ngay từ đầu đây là sự yêu thương của phật đối với đệ tử sợ họ khởi phiền não tham sân si đối với ngài cho thấy chắc chắn ngài đã thực hành triệt để mỗi ngày tuyệt đối không ở cùng dưới một gốc cây bây giờ xem ra chúng ta không còn giới giới không còn nghĩa là phật không còn hiện nay phật giáo đã biến đổi trên xã hội hình thái rất nhiều đa phần đã biến thành tôn giáo biến thành học phật như trong một số trường đại học có mở những tiết học về kinh phật tôi từng học cũng đã từng dạy nghiên cứu kinh phật như là một môn học thuật thông thường được xếp vào trong môn triết học gọi là triết học phật giáo như vậy là trở thành học thuật trong thời cận đại này chúng ta thấy phật giáo trở thành nơi tham quan du lịch nơi tham quan du lịch phật giáo trở thành xí nghiệp phật giáo vấn đề nghiêm trọng nhất là tà giáo phật giáo mượn cờ hiệu của phật giáo thật ra là giả không phải thật tình hình này trong xã hội hiện nay khắp nơi đều có thể nhìn thấy ở phương tây vì xã hội là khai phóng dân chủ tự do không giống với chế độ xã hội ngày xưa Việc quản lý đối với ngôn luận rất nghiêm khắc Đây đều là quốc gia bảo hộ tinh thần sinh hoạt cho nhân dân Phật giáo thực sự Là nền giáo dục dạy học của Đức Thế Tôn Bây giờ rất ít thấy Chúng ta học Phật Có thể nói là cơ duyên vô cùng thù thắng Chúng ta gặp được chân thiện tri thức Dẫn dắt chúng ta Hiểu biết về Đức Thế Tôn Học tập theo Ngài sự chỉ đạo này vô cùng chính xác hiểu biết về đức phật thân phận của ngài là gì ngài không phải là nhà tôn giáo ngài là nhà giáo dục suốt đời làm công việc dạy học hiện nay tất cả nghi thức trong phật giáo những pháp sự trong nhà phật vào thời đức phật thì hoàn toàn không có đến việc tu hành hiện nay chúng ta thường thấy như thiền thất phật thất trong thời phật có không không có lúc đức phật tại thế chưa từng có khi nào niệm phật cùng với mọi người không có cũng không có tu thiền thất hay phật thất với mọi người không có Quả đúng như cổ đức nói Sư phụ nhận vào chùa Tu hành do mỗi người Họ chỉ dạy cho quý vị Giải đáp vấn đề cho quý vị Quý vị đã hiểu biết Còn việc tu hành chứng quả như thế nào Là việc của mỗi chúng ta Cho nên Phật giáo nói Khai thị ngộ nhập trong Kinh Pháp Hoa đã nói như thế Phật đối với đệ tử Chỉ thực hành hai chữ Khai thị Khai là gọi mở Thị là chỉ thị Làm như thế để cho chúng ta thấy Gài làm cương cho chúng ta nói theo Ngộ nhập là việc của mỗi chúng ta Việc của mỗi người đệ tử Học trò tiếp phu khai thị của Thầy Phải có năng lực ngộ nhập đó mới là thực sự thành tựu Mới được đắc pháp Ta phải ngộ nhập mới được Điều này quan trọng hơn tất cả Sự suy yếu của Phật giáo Phật giáo biến chất thành tôn giáo Thời gian chưa bao lâu Phật giáo biến thành tôn giáo Trước đây Pháp Sư Đạo An nói với tôi chắc không quá ba trăm năm. Vì sao? Thời nhà thanh, vào các đời càn long, ung chính, gia khánh, vẫn là giáo dục, từ viện An đường là nơi giáo dục Phật giáo, không phải tôn giáo. Một số nơi có quy mô nhỏ Như trường chuyên khoa bây giờ Các bậc thánh hiền nhân thế xuất thế gian nói Một môn thâm nhập trường thời quân tu Giống như trường đại học chuyên khoa vậy Rất có thành tựu Các đại tùng lâm thì giống như trường đại học hiện nay vậy Trong này có rất nhiều lớp Lớp tức ngày nay chúng ta gọi là phòng học Ngày xưa mỗi nơi thờ tự đều là lớp học Đều là phòng học Do Hòa Thượng Thủ Tọa Đảm nhận hướng dẫn Đã nhận giáo vụ rất nhiều pháp sư nghiên cứu kinh luận rất nhiều pháp sư giảng giải chỉ đạo học tập cho nên trong một ngôi chùa lớn mở rất nhiều lớp học chúng ta muốn học gì thì đến đó báo danh trong phật giáo xin lưu trú tôi học đến bộ kinh này ví dụ học kinh hoa nghiêm sau khi báo danh Nếu có tên kinh này Quý vị phù hợp điều kiện liền tiếp nhận Quý vị có thể ở lại đào trang Để học bộ kinh này Học xong bộ kinh này tức là tốt nghiệp Tốt nghiệp xong Muốn học tiếp cũng được Muốn ra đi cũng được Bởi vậy đây thật sự là một trường học không liên quan đến tôn giáo hiện nay có rất nhiều tự viện phật giáo không có học tập kinh giáo mà thay vào đó là kinh sáng phật sự đây thuộc về phật giáo của tôn giáo chúng ta không thể không biết Nếu chúng ta học Phật Thì phải học theo Đức Thế Tôn Điều này tuyệt đối không sai Trong Phật giáo Đại Thừa nói Tám vạn bốn ngàn pháp môn Niệm Phật là một trong tám vạn bốn ngàn pháp môn Pháp môn này được gọi là Ba căn phổ bị lợi độ nhiếp thu Trong ba căn có hàng thượng thượng căn Chư vị nên biết Nếu trong này không có đạo lý cao thâm Làm sao có thể vừa ý hàng thượng tượng căn học tập Chắc chắn có đạo lý Đạo lý thật sự thâm sâu Từ trong kinh giáo chúng ta thấy có đoạn kinh văn như vậy pháp môn này chỉ có phật với phật mới có thể thấu tục đạo lý này đến đẳng giác bồ tát đều không thể hoàn toàn thấu triệt Cho nên nó được gọi là Pháp khó tin Nhưng Tu hành không khó Khó tin Dễ hành Tu học Pháp môn này Người thành tựu rất nhiều Chỉ cần đầy đủ ba điều kiện Quý vị thật sự tin khi tin rồi mới cầu thấu hiểu kinh luận tịnh độ không nhiều kinh luận chủ yếu có năm kinh một luận năm kinh phân lượng đều không lớn hợp cả năm kinh lại chỉ bằng một cuốn sách rất hợp với người hiện nay hiện nay xã hội đi vào công nghiệp hóa mỗi người công việc rất bận rộn thời à, gian tu hành rất ít học tập các kinh điển khác cần thời gian rất dài điều này rất khó khăn làm sao để mỗi ngày dùng thời gian ít ỏi để học tập nhưng có thể nhận được hiệu quả cao Pháp môn này là điều trong lòng những người này hướng đến Bởi vậy Đức Phật rất cao siêu Có thể tùy thuận tất cả chúng sanh Như trong Kinh Lăng Nghiêm nói Tùy chúng sanh tâm ưng sở tri nữ Đã khai mở ra một pháp môn như vậy Pháp môn này tức là Pháp môn niệm Phật Ở trước nói đến Pháp môn niệm Phật Ba điều kiện này rất quan trọng Nghĩa là chúng ta có thể trú trong chỗ của Phật Di Đà trú Làm việc Phật Di Đà làm Nghĩ điều Phật Di Đà nghĩ Sở niệm của Phật Di Đà là niệm Phật niệm phật như thế nào tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới vốn là phật đây là thật không phải giả ai trong chúng ta không phải vốn là phật đây là sở niệm của phật di đà Sở hành của Phật Di Đà Toàn tâm toàn lực Phục vụ cho tất cả chúng sanh Nói như cách nói hiện nay Phổ độ chúng sanh Nghĩa là phục vụ cho tất cả chúng sanh Giúp tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Lìa khổ là vĩnh viễn thoát ly luân hồi lục đạo Vĩnh viễn thoát ly người Pháp giới Niềm vui đó là chứng được vô thượng Bồ Đề Là sở hành của Phật Di Đà Sở trú của Phật Di Đà ở trước từng nói với quý vị trú trong thường tịch quang trong kinh kim cang nói ung vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm vô sở trụ là thường tịch quang thường tịch quang là bản thể của tự tánh là chân như tự tánh Trong thường tịch quan Không có vật chất Không có tinh thần Là tự tánh Khi Ngài Huệ Năng kiến tánh Đã nói với chúng ta rằng Kiến tánh Tánh là như thế nào Ngài nói năm câu. Câu đầu tiên nói tự tánh là thanh tịnh, vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai: Vốn không sanh diệt, bất sanh bất diệt là niết bàn. Câu thứ ba: Vốn tự đầy đủ. Tuy không có gì cả, nhưng cái gì nó cũng không thiếu câu thứ tư vốn không dao động tự tánh vốn định câu sau cùng nói năng sanh vạn pháp nói đến đây ngũ tổ bảo ngài thôi đừng nói nữa liền truyền y bác cho ngài ngài thật sự đã khai ngộ không khai ngộ thì không nói được như vậy Tâm Phật Di Đà trú ở đâu? Tâm Phật Di Đà trú trong tự tánh Tự tánh như trong Kinh Kim Cang nói Trú trong chỗ vô sở trú Đây nghĩa là tự tánh Ừ, vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Tâm đó là gì? Tâm nghĩa là sanh tâm Tức là sanh làm việc Phật Di Đà làm Nghĩ điều Di Đà nghĩ đây là dùng Kinh Bát Nhã để giải thích điều này Ưng ừ, vô sở trụ nghĩa là trú chỗ của Phật Di Đà Làm việc Phật Di Đà làm bốn mươi tám nguyện phổ độ chúng sanh nghĩ điều phật di đà làm phật a di đà nghĩ mỗi người đều là phật a di đà hết thể chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới toàn là phật a di đà Quý vị có thể tin được không? Là thật, không phải giả A-di-đà Phật dịch thành tiếng Trung là vô lượng giác Tự tánh của mỗi người đều là vô lượng giác Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn nói Vì có vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được tự lý mà nói thì vô cùng đơn giản chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước là thành phật vô lượng giác trong tự tánh liền hiện điều hiện nay trí tuệ đức năng trong tự tánh có mất không không mất chỉ là do chướng ngại ngăn che nó nên không khởi được tác dụng Chứ Yên hoàn toàn không mất đi Vấn đề này đối với Phật không tăng Đối với Phạm Phương không giảm Khi thành Phật Trí tuệ đức tướng không tăng thêm chút nào Cho dù chúng ta tạo tội nghiệp đọa vào địa ngục A Tỳ Thì trí tuệ đức tướng cũng không giảm phần nào Đây là thật, không phải giả cho nên trong cái nhìn của phật tất cả đều là phật tất cả chúng sanh đều là phật 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 đạo đồng phật với phật cung kính như nhau đây là điều chúng ta phải học người thật sự niệm phật tâm là phật a di đà Hành là Phật A-di-đà Thấy tất cả chúng sanh đều là Phật A-di-đà Tâm cung kính liền khởi lên Tâm cung kính này Tức là Điều đầu tiên trong Thập Đại Nguyện Vương của Bồ Tát Phổ Hiền Lễ kính chư Phật Như vậy mới sanh khởi được vì sao vậy vì phàm phu đều có phiền não trong phiền não có một điều rất phiền phức đó là ngạo mạn quý vị nói quý vị có không chỉ cần là phàm phu thì đều có không thể không thừa nhận điều này cổ nhân cũng biết cho nên trong khúc lễ của lễ ký nói ngạo không được tăng trưởng ngạo mạng là gì là sanh ra đã có không phải học được đây gọi là căn bản phiền não chúng ta học vọng tận hoàng nguyên quán mới biết trong kinh luận duy thức nói rất rõ ràng Ta từ đâu đến Nhất niệm bất giác Mà có vô minh Vô minh trong câu này Nghĩa là A Lại Gia Nhất niệm bất giác Nên từ trong tự tánh Biến hiện ra A Lại Gia Tự tánh là chân tâm A Lại Gia là phòng tâm nhất điểm bất giác là dao đồng à, a lại gia xuất hiện a lại gia có thể hiện ra vạn pháp nên nhớ nương vào tự tánh có thể hiện nếu không nương vào tự tánh không thể hiện hiện vạn pháp Y báo tức toàn thể vũ trụ xuất hiện Chánh báo là bản thân Cho nên bản thân chúng ta và toàn thể vũ trụ Là phát sanh cùng một lúc Và còn như thế nào? Có chánh báo trước Sau đó mới có y báo a la gia có tam tế tướng Nghiệp tướng của a la gia chính là dao động Vậy là nhất niệm bất giác Là và... nghiệp tướng của A-lại gia Hiện nay khoa học gọi là năng lượng Nó vừa động Thì liền <laughs> sinh ra hai loại hiện tượng Hai loại hiện tượng này chúng ta có thể nói là phát sinh đồng thời Một là cảnh giới tướng Tức hiện tượng vật chất Loại khác là tinh tức là chánh báo thuộc tử phật giáo gọi là chuyển tướng chuyển tướng là mạt na thức mạt na thức có bốn đại phiền não thường tương tùy quý vị xem nó chính là nguyên thủy bốn đại tiền não này loại thứ nhất là ngã kiến không gọi là thân kiến gọi là ngã kiến chấp trước có cái tôi theo sự chấp trước ngã kiến này liền sinh ra ngã ái ngã ái là tham ngã mạng, ngã mạng là sân nhuế sanh ra ngã si, quý vị xem tham sân si là nguyên thủy nhất, nên đức Phật gọi nó là tam độc. Vì có tam độc nên ta mới mê ngày càng sâu, không thể quay đầu. điều này cần nhờ phật bồ tát giúp đỡ nhưng cần phải biết chư phật bồ tát người thực sự thành tựu họ chưa từng khởi tâm động niệm Không phải thấy người khác liền đồng tình, thương xót Nên lập tức đến cứu họ Các ngài không khởi tâm động niệm Nếu khởi ý niệm thì các ngài là phạm phu Liền đọa lạc Các ngài không hề động niệm Cho nên Quý vị cần phải có cảm Các ngài mới có ứng Lúc này không được khởi ý niệm đi cảm Không có Thường là càng vào càng sâu đây là nói đến nguyên khởi của sanh mạng vũ trụ chúng ta cần phải biết tham sân si này nó sẽ đến theo ta trong phật pháp tham sân si này đều phải đoạn như vậy mới quay đầu được trở về tự tánh nếu không thể đoạn tận tham sân si thì quý vị không thể quay đầu trong mười pháp giới ta có thể nâng cao cảnh giới nhưng không trở về tự tánh được chắc chắn như thế vì vậy tu hành phật giáo vì sao nên việc đoàn phiền não đặt lên hàng đầu đạo lý chính là như vậy tứ hoàng đệ nguyện là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của người học phật điều kiện đầu tiên khi học phật là dạy chúng ta phát tâm phát tâm bồ đề tâm bồ đề là gì là chúng sanh vô biên thể nguyện độ phải thật sự chịu pháp một lời nguyện dám hy sinh bản thân để giúp đỡ tất cả chúng sanh phải có nguyện tâm như vậy phải phát tâm này Chúng sanh càng khổ Chúng ta càng phải giúp họ Giúp họ đương nhiên ta cần có năng lực Không có năng lực không giúp được gì Vì thế muốn giúp người khác Trước phải thành tựu chính mình Bản thân chứ thành tựu Tuyệt đối không giúp được người khác giúp người khác nhiều nhất cũng chỉ ngang mức độ của quý vị ngoài ra không thể giúp họ lên cao hơn nữa quý vị là một vị tu đà hoàng nếu giúp người khác thì cao nhất họ cũng chỉ đến địa vị, vị tu đà hoàng không thể vượt qua quý vị đạo lý này chúng ta có thể lý giải có thể nghĩ thông suốt nguyện thứ tư trong tứ hoàng thệ nguyện Phật đạo vô trượng thể nguyện thành Họ nhất định khiến quý vị thành Phật Thành Phật có hai môn cần phải tu Thứ nhất là đoạn phiền não Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Thứ hai là học pháp môn Pháp môn vô lượng thể nguyện học Nhưng có rất nhiều người đã giải thích sai về bốn câu này Bốn câu này là một câu chúng ta xem nó thành bốn câu là sai điều đầu tiên là phát nguyện chúng ta không phát nguyện cũng không sao chúng sanh vô biên thệ nguyện độ chúng ta hãy quên nó đi độ mình trước đã không độ chúng sanh phiên não vô tận thệ nguyện đoạn cũng qua loa một chút chưa gấp lắm phải bắt đầu từ đâu từ pháp môn vô lượng thệ nguyện học hạ thủ từ đây có thể thành tựu chăng không thể thành tựu giống như bốn tầng lầu hai tầng trước ta không cần ta cần từ tầng thứ ba như vậy vĩnh viễn không thể thành công vì sao vì không có nền tảng cho dù nỗ lực suốt đời học được điều gì học thành một nhà phật học học giả của phật học thực sự mà nói không liên quan gì đến phật pháp phật pháp là học trí tuệ tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã đức năng phải hiển lộ những thứ trong tự tánh ra những người này đã đi sai phương hướng nghiên cứu phật học như một môn học thuật cho nên có thể nói Đạo lý rất hay Trước tác rất nhiều Có thể trở thành vị giáo thọ trong xã hội Một nhà Phật học Cũng được đại chúng xã hội tôn xưng là đại sư Thế nhưng không ra khỏi Luân hồi lục đạo Không vượt thoát Luân hồi lục đạo đồng nghĩa là không thành tựu được gì cả thành tựu thực sự là gì thành tựu nhỏ là ra khỏi lục đạo họ không sách bằng tu đà hoàng tu đà hoàng là thánh nhân tuy chưa ra khỏi lục đạo họ tuyệt đối không đọa vào ba đường ác nhưng nhà phật học vẫn đọa vào ba đường ác như thường vì sao vậy vì họ chưa đoạn được nhất phẩm kiến từ phiền não chu đà hoàng đã đoạn tận 88 phẩm chiến hoặc phiền não đây là gì là công phu trị giới bởi vậy không trị giới được chăng Chư vị đồng học nên nhớ rằng Thật sự phát tâm Liệu sanh tử xuất tam giới Tức là chúng ta đang học Phật Nếu đối với nước hội lục đạo Vẫn còn tham luyến trong tam giới Thì những gì tu được là Pháp nhân thiên Pháp nhân thiên phải như thế nào Phải đoàn ác tu thiện Cũng có thể dùng thập thiện nghiệp đạo đoạn thập ác tu thập thiện thì đời sau được phước báo nhân thiên đề tự quy của nho giáo cảm ơn thiên của đạo giáo thập thiện nghiệp đạo của phật giáo là pháp nhân thiên vì sao chúng ta coi trọng pháp nhân thiên, pháp nhân thiên? phải coi trọng quý vị nên biết nếu là người không tốt quý vị nghĩ có thể làm phật được không làm gì có đạo lý này phật bồ tát là tinh hoa luyện ra từ cõi nhân thiên tu hành rốt ráo trong cõi nhân thiên nâng cao lên trên chính là phật bồ tát Vì vậy giới luật nhất định bắt đầu dạy từ Pháp Dân Thiên Quý vị xem trong thập thiện nghiệp đạo nói rất hay Đức Phật nói rõ Pháp môn này Là Pháp Nhân Thiên Là phương pháp được thân người Được sanh lên cõi trời Sau đó nói với chúng ta thanh văn bồ đề duyên giác bồ đề cho đến vô thượng bồ đề đều nương vào nền tảng của tập thiện nghiệp đạo nếu không có nền tảng này không có căn bản này thì làm sao ta có thể trưởng thành giống như thực vật vậy làm sao có thể khai hoa kết trái bởi thế phật pháp coi trọng giới luật tịnh tông không ngoại lệ nếu nói không coi trọng giới luật thì phật pháp này không phải là phật pháp không có đạo lý này phật pháp nhất định là giới định tuệ ta thu học kinh giáo gọi là giáo môn hoặc là tham thiền Hay là niệm Phật Hoặc là trì chú Rất nhiều pháp môn Đều phải trì giới được định Định tức là tam muội Sau đó mới có thể khai trí tuệ Trí tuệ này là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Nên pháp môn bình đẳng không có cao thấp Tám vạn bốn ngàn pháp môn Mỗi pháp môn Đều dựa vào giới định tuệ Để học tập và tu hành Mới có thành tựu Từ bỏ giới định tuệ Cầm cuốn kinh Để là xem nó như một môn học vấn Sai làm rồi Quý vị sẽ không được lợi ích nào cả Ở trong lục đạo Quý vị vẫn y theo nghiệp lực mà luân hồi không thể không hiểu đạo lý này lý của tịnh tông rất thâm sâu rất dễ tu nhưng phải tin thật không được có chút hoài nghi nào vậy chúng ta có nghiên hoặc phải làm sao phải nghiên cứu kinh điển phá mê khởi tín khi phá được mê muội, tính tâm liền sanh khởi, không còn nghi hoặc nữa. Cũng gọi là đoạn nghi sanh tính. Như vậy, quý vị phát nguyện mới khẩn thiết được. Nguyện tâm mới thực sự có thể sanh khởi. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay của chúng ta, thiên tai quá nhiều. Chúng ta sanh trong thời đại này, gặp được pháp môn này, là vô lượng hoan hỷ Vì sao vậy? Vì chúng ta được cứu Thiên tài ngay trước mắt Ngay cả trước mắt cũng không sợ Đều được cứu cả Quý vị xem pháp môn này Cần tu hành bao nhiêu thời gian Trong Kinh Di Đà nói rất rõ Nếu một ngày, hai ngày Cho đến bảy ngày bảy không phải là một con số một hai ba bốn năm sáu là chữ số bảy ở đây không phải chữ số chữ này là tượng trưng cho sự viên mãn viên mãn nghĩa là không có nhất định ngày nào thành tựu thì ngày đó viên mãn cho nên nó là biểu pháp có một ngày đến bảy ngày chăng có Quá khứ có, hiện Sinh tại cũng có. Trước đây khi tôi ở Mỹ, gặp được một người niệm Phật vãng sanh. Chính là Chu Quảng Đại Tiên Sinh. Ông không phải là Phật tử nên gọi là Tiên Sinh, Chu Quảng Đại Tiên Sinh. Ông ở Washington DC, tức thủ phủ của Mỹ, Ông mở một tiệm bánh bao Con người rất tốt Vô cùng nhân hậu Thích điều kiện Nhưng không có tín ngưỡng tôn giáo Ông bị bệnh ung thư Khi hội Phật giáo của chúng tôi Thành lập ở đây khoảng hơn một năm Khi đi khám sức khỏe Bác sĩ nói Nhiều nhất là sống thêm được ba tháng không thể cứu người nhà nghe thấy hoảng loạn không tin tôn giáo nhưng lúc này họ đi khắp nơi lại phật cầu thần hy vọng là có kỳ thích xuất hiện nên tìm đến chúng tôi lúc này ở washington chúng tôi có hội phật giáo họ tìm đến chúng tôi lúc đó tôi ở đức không ở mỹ đây là maryland đồng học gọi điện thoại nói với tôi về vấn đề này tôi nói với mọi người quý vị đến thăm ông ta an ủi ông ấy khi đến thăm khuyên ông ta niệm phật cầu sanh tịnh độ các vị đồng học liền nói với ông về ý nghĩa niệm phật cầu tịnh độ đây chính là thiện căn. Vừa nghe xong, ông ta liền tiếp nhận. Dặn dò người nhà, không nên tiêm thay thuốc để trị bệnh cho ông nữa. Không cần thiết. Cả gia đình nên giúp ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Quả là rất khó được. Đây là điều không ngờ. Hoàn toàn phối hợp. niệm phật ba ngày thì ông đi thật sự vãng sanh đoàn tướng hì hưởng các vị đồng học nói lại điều này với tôi chỉ ba ngày là người xưa nay chưa từng học phật mà thật sự vãng sanh tôi nói điều này chứng minh trong lời kinh di đà nói nếu một ngày hai ngày ba ngày không sai Tôi nói chú Quảng Đại chính là Bồ Tát Ông thị hiện cho chúng ta thấy Nói với những người học Phật chúng ta rằng Ba ngày có thể vãng sanh Ba ngày Quý vị đồng học cũng không tệ Đại khái chỉ có ba bốn người Vì bên đó người học Phật không nhiều Họ luân phiên niệm Phật cùng ông ta Ngày đêm không gián đoạn suốt ba ngày ba đêm lúc ông phát tâm vừa quay đầu để niệm phật thì bệnh ông không còn đau vốn thì bệnh này rất đau đớn phải dùng thuốc giảm đau nhưng ông không cần đến vô cùng an tường đầu óc tỉnh táo không bị mê hoặc cùng niệm phật với các đồng học Đồng nghĩa với nói Rất nhiều vị đồng học đã tận mắt chứng kiến Để chứng minh rằng đây không phải giả Trong tình tổ Thánh Hiện Lục chúng ta thấy Pháp sư Doanh Kha thời nhà Tống Đó là một người xuất gia phá giới Người này có tâm hổ thẹn Tự biết Tập khí nghiệp chứng của mình rất nặng Tạo ra rất nhiều điều bất thiện Nên bản thân tự biết rằng Tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục Nghĩ đến địa ngục Sự rất khủng hoảng Rất sợ hãi Sự thỉnh giáo chưa bị đồng hồng Quý vị có phương pháp nào giúp tôi không đọa địa ngục không? Chư vị đồng học đưa sư xem cuốn Vãng Sanh Truyện. Sư xem thấy niệm Phật Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc sẽ không bị đọa địa ngục. Sư đọc Vãng Sanh Truyện, mỗi lần đọc đều rơi nước mắt. Sanh tâm hổ thẹn, đọc xong Vãng Sanh Truyện, sư đóng cửa phòng, chuyên tâm niệm Phật, không ăn cũng không uống. Ngày đêm không nghỉ Rốt ráo niệm một câu Phật hiệu Niệm suốt ba ngày ba đêm Đã cảm ứng được Phật A di đà Phật A di đà nói với sư Họ mạng ngươi còn 10 năm 10 năm sau khi làm mạng chung Ta sẽ đến tiếp dẫn ngươi Sư nghĩ Thời gian 10 năm quá dài Bản thân không thể khống chế được tập khí của mình Mười năm Không biết mình lại gây ra biết bao nhiêu chuyện xấu Sư Điện Thưa với Phật A-di-đà Con không cần mười năm thọ mạng này Chỉ muốn lập tức đi theo Ngài Đức Phật nói Thôi được Ba ngày sau ta đến tiếp dẫn ngươi Quả nhiên ba ngày sau sư vãng sanh Chỉ niệm Phật ba ngày cho nên pháp môn này Chúng ta đạt được là đại hoan hỷ Dù thiên tai đến cũng không sợ Vẫn còn kịp Chúng ta đủ thời gian Nhất định được sanh tịnh độ Một điều kiện quan trọng Là phải buông bỏ tất cả Tất cả những gì trong thế gian Đều không hề lưu luyến Như vậy mới có cảm ứng nếu quý vị còn có vướng mắt Còn phải dặn dò việc này Dặn dò việc kia Như vậy thì quá phiền phức Buông bỏ tất cả Dứt quát cắt đứt Mà không hề lưu luyến Như vậy thì mới được Tôi sống trên thế gian này Sống ngày nào giảng kinh ngày đó Chuyện giảng kinh vô lượng thọ Ngày nào ra đi cũng được Đều tự tại không như vậy sao được à, Tính tâm kiên định Nguyện tâm kiên định Nhất định phải ba chữ này Trú hành niệm Nắm bắt ba chữ này Thật sự trú chỗ của Phật A-di-đà trú Làm điều di đà làm Nghĩ điều di đà nghĩ Tâm phải rộng mở trong hoàng nguyên quán nói hàm dung không hữu quý vị xem tâm lượng đó lớn biết bao nghĩa là bình thường chúng ta nói tâm bao thái hư lượng châu xa giới biến pháp giới hư không giới là phật a di đà đây gọi là niệm phật mọi người mọi sự mọi vật không có gì không phải là Phật A Di Đà. Hư không pháp giới là Phật A Di Đà. Đầu sợi lông của chúng ta là Phật A Di Đà. Một hạt bụi là Phật A Di Đà. Người niệm Phật nhất định phải dung hợp thành một cùng với tất cả chúng sanh, tất cả người sự Phật khắp hư không pháp giới chính là Phật A Di Đà. Làm sao họ không vãng sanh được? Vãng sanh nhất định thu thắng hơn doanh kha thu thắng hơn tiên sinh chu quảng đại tiên sinh chu quảng đại chỉ được cảnh giới này đây là những chuyện mà chúng ta tự thân chứng kiến đều là bồ tát đến thị hiện cho chúng ta thấy chúng ta xem bên dưới nhận xét trong gia tường sớ Gia Tường Sớ nói, Khứ, Lai, Hiện Tại, đây là ba đời, Quá là đời quá khứ, Lai là đời vị Lai, Hiện Tại, Phật Phật, Phật tư niệm. Quá khứ, Hiện Tại, vị Lai, Chư Phật đều khổ tư niệm. Nói rõ, Chư Phật ba đời đều có ý niệm giáo hóa chúng sanh. Ánh sáng chiếu đan sen Trí tuệ cũng chiếu đang sen Nên gọi là khổ tương niệm Đây là điều chúng ta phải học Nếu chúng ta không hiểu đạo lý này Có cái nhìn nhân ngã thị vi Không bao dung người khác Như vậy làm sao vãng sanh Chúng ta cần phải Chí đồng đạo hợp với Phật A Di Đà. Dùng tâm Phật A Di Đà làm tâm, đây là trú. Dùng nguyện của Phật A Di Đà làm nguyện. Quá tụng của chúng ta hiện nay buổi sáng tụng 48 nguyện. Đó là hạnh của Di Đà, Người như vậy sao không vãng sanh được Đây gọi là chân niệm Phật Phù hợp với điều kiện Bồ Tát Đại Thế Chí đã dạy chúng ta Đô nhiếp lục căng tình niệm tương tục Đô nhiếp lục căng là buông bỏ vạn duyên Không buông bỏ thì làm sao nhiếp được lục căng Bây giờ nghĩ điều này Trong lát nghĩ điều kia Chưa buông bỏ nghĩa trái với đồ nhiếp lục căng là buông bỏ vạn duyên trong tâm ngoài tâm thể hiện nhất như chỉ một câu a di đà phật đây là nhất pháp cú một tức tất cả tất cả tức một đây là đạo lý bây giờ chúng ta cũng biết sơ những đạo lý này Ánh sáng chiếu xen lẫn nhau. Dùng cách nói của khoa học sẽ dễ hiểu hơn Ánh sáng là gì? Trong lượng tử lực học Gọi là tiểu quan tử Đây là một hiện tượng dao động hiện tượng dao động có ánh sáng nên các nhà khoa học lượng tử là gì tiểu quan tử nó còn nhỏ hơn so với hạt căn bản điều này gần đây mới phát hiện được quả thật ánh sáng đó vừa chớp tuy thời gian rất ngắn bây giờ chúng ta lý giải ánh chớp đó Chu biến Pháp giới Trong ánh sáng có tin tức Xuất sanh vô tận Hàm dung không hữu Bất luận là vật chất hay tinh thần Đều có ba loại chu biến Đây là tự tánh vốn có trong Kinh Phật nói Pháp vốn như vậy Đây là ánh sáng chiếu sen lẫn nhau Ánh sáng chiếu sen lẫn nhau Nghĩa là trí tuệ chiếu sen lẫn nhau Trong tự tánh mình đầy đủ trí tuệ Với tất cả các Pháp Trí tuệ của tất cả như lai Trí tuệ chiếu đang xen lẫn nhau Đây là tư niệm là cảm thông niệm phật như vậy như trong kinh luận chư vị tổ sư đại đức nói nhất niệm tương ưng nhất niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm phật đây quả thật rất biết niệm chân giải nói quá khứ vị lai hiện tại phật vân vân và chư phật ba đời hổ tư niệm để suy đoán sở niệm của kim phật giải thích đầy rất hay vì tôn giả a nan biết nghe kinh lâu ngày biết được có việc như vậy chư phật ba đời phật phật tư niệm Thấy hôm nay <laughs> Trước khi giảng bộ kinh này Đức Thế Tôn phóng ánh sáng hiện tướng đoan nghiêng Thù thắng như vậy Nên suy đoán Phải chăng hôm nay Đức Phật đang nhớ đến Phật Không sai chút nào Đức Phật nhớ đến chư Phật ba đời Đức Phật nhớ đến Phật A-di-đà Hợp tán lại nói Tôi căn cứ vào chư Phật ba đời Hổ tương niệm lẫn nhau Mới biết được Kim Phật cũng niệm chư Phật Đây là giải thích Tâm thái lúc đó của tôn giả A Nan Thấy đoàn tướng của Thế Tôn nghĩ rằng chắc chắn là thế tôn đang nghĩ đến phật nhưng tôn giả không biết là nghĩ đến phật quá khứ hay là phật vị lai hay là phật hiện tại ở các thế giới khác chúng ta căn cứ giáo nghĩa trong kinh hoa nghiêm sẽ biết một thức tất cả tất cả tức một nên ý nghĩa nghĩ đến Phật này rất sâu, rất rộng Không thể nghĩ bàn Nhưng hôm nay hiện tướng hy hữu này Vượt qua chư Phật Đầy do nguyên nhân gì? Đây là một câu hỏi Kinh nói Oai thần hiện khách Ánh sáng đẹp đẽ phi diệu thù thắng đây là hai câu trong Kinh Văn Khen ngợi Phật phóng ánh sáng hiện tướng đoan nghiêm Bên dưới có giải thích Biểu trưng tất cả những sắc tướng hiện ra Màu sắc ánh sáng nguyên nguy 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 nghĩa là rất lớn Ánh sáng chói lọi Màu sắc Không phải chỉ mấy loại Mà là vô lượng màu sắc Hiện thị oai thần khó đo lượng của Phật Khó đo lượng cũng tức là không thể nghĩ bàn Phật phóng ánh sáng hiện tướng hy hữu Thù thắng tuyệt diệu Càng không thể nghĩ bàn Cõi nước mười phương Hiện rõ trong ánh sáng đó Cho nên Hợp tán khen là vượt qua chư Phật Đây là điều không thường thấy Trong ánh sáng hiện tướng đoan nhiên Rất ít có hiện cõi nước mười phương lần này có hiện tướng trang nghiêm như vậy trong ánh sáng của phật hiện vô lượng cõi nước chư phật trong thời gian dài chúng ta học phật có thể có một chút lãnh hội vì hôm nay Đức Phật giảng Pháp môn này Không phải Pháp môn bình thường Đây là Pháp môn Đại Phiên Mãn Mà chư Phật Như Lai dùng để hóa độ chúng sanh Tức là tịnh độ Di Đà vì sao vậy? Vì mười phương Phật khen ngợi Không có vị Phật nào không khen ngợi Phật A di đà Nên hôm nay nó pháp môn này Tin tức này vừa truyền ra Nhất định chư Phật mười phương đều nhận được Họ đến để tùy hỷ Họ đến để chứng minh Phật nói kinh A Di Đà mười phương chư Phật khen ngợi. Điều này trong kinh văn có nói. Đại sư Kumāla Thập phiên dịch là tỉnh lược. Chỉ có chư Phật trong sáu phương. Huyền Trang Đại sư dịch là mười phương chư Phật. Đức Phật nói bộ kinh này mười phương Phật tán dương. Từ đây ta có thể lý giải. Sự thị hiện này đều là tự nhiên Pháp vốn như vậy Tư lý là Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Ngày nay Thế Tôn nghĩ đến Phật A di đà Nghĩ đến mười phương chư Phật khen ngợi Phật A di đà Tất cả mười phương chư Phật đều quyền chúng sanh Niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc Không chỉ riêng Đức Thế Tôn Duy chỉ có cầu sanh tịnh độ Mới thật sự trong một đời thành tựu viên mãn Điều này rất quan trọng vượt qua tất cả pháp môn mở một đại hội lớn như vậy mười phương chư phật có thể không đến chăng Đây là chúng ta từ trong các kinh luận khác Lãnh hội được đạo lý này Những sự tướng này Ngài A Nan Vì tận mắt chứng kiến ánh sáng hy hữu này Tức là hiện tiền thấy Phật Phóng ánh sáng hiện tướng hy hữu Trước đây chưa từng thấy Hoan hỷ may mắn Tôn giả là thị giả của Phật Trước đây Thế Tôn giảng kinh thuyết Pháp Chưa từng có đoàn tướng như vậy Có đoàn tướng, có phóng quan Nhưng không hy hữu đặc biệt như lần này xưa này chưa từng có Nên cảm thấy hoan hỷ may mắn Nghe được Pháp môn này Tức là nói ta có cơ hội thành tựu viên mãn ngay trong đời này lại tự tư duy hôm nay thế tôn hiện ánh sáng hy hưởng hiển lộ đoan tướng khó gặp nên biết thế tôn nhất định nhập vào đại địch định trú trong pháp đặc biệt đây là trong sự tưởng tượng của Ngài A Nan. Định này, pháp này. Thế Tôn nhập đại tịch định. Trú pháp đặc biệt. Định và pháp này chính là niệm Phật Tam Muội là hạnh của đạo sư con đường tối thắng ba câu này rất quan trọng hạnh của đạo sư ở trước có nói đức phật dùng năng lực dẫn dắt tất cả chúng sanh Trong một đời viên thành Phật Đạo Chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn Dùng phương pháp gì? Con đường tối thắng Tức là pháp môn niệm Phật Đặc biệt là trú nơi chỗ của Phật Làm việc Phật làm Nghĩ điều Phật nghĩ Phải thực hiện nó Phải thực hành trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình Trong công việc đối nhân xử sự, sự tiếp Phật Niềm niệm không quên Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta Đồ nhiếp lục căng Tình niệm tương tục Tương tục là không gián đoạn Hòa Thượng Đế Nhàn Dạy cho người thợ hàng Câu chuyện này Có ghi chép trong Ảnh Trần Hồi ức Lục cuốn sách này ở hồng kông lưu hành rất phổ biến hầu như các tự viện đều lưu thông đều có thể thỉnh được truyền ký của pháp sư đàm hương Pháp sư dạy người thợ hàng phương pháp niệm Phật Không hề có áp lực Buông bỏ vàng duyên Nhớ tâm niệm Phật Không có tạp niệm Tâm mới thanh tịnh Tình niệm tương tục Không có hoài nghi Không có sen tạp Niệm thật thà từng câu Rất thật thà Rất thành khẩn Rất cung kính Niệm mà rồi thì nghĩ Nghĩ xong là tiếp tục niệm Phương pháp này quá hay Không có áp lực Niệm mà thì nghĩ Nghĩ xong là tiếp tục niệm Không kể ngày đêm Người thợ rèn cũng niệm suốt ba năm Thành công Biết là... trước giờ chết Vãng sanh cực lạc Ông ấy đứng khi vãng sanh Quý vị thấy công phu này không phải giả Ở quê có một cái miếu hư không ai ở Sư ở trong ngôi miếu đó Là Pháp Sư Đế Nhàn tìm cho Sư Sư xuất gia vào lúc trung nhiên Hơn 40 tuổi Lại không biết chữ Làm gì cũng không được Ở trong chùa Đến hai thờ kinh sáng tối cũng không biết Như vậy làm sao người khác không coi thường được Nên Sư đã tìm một nơi như vậy tìm một bà cụ niệm phật giúp sư một ngày hai bữa cơm trưa và tối và giặt quần áo đại sư có thể chuyên tâm niệm phật bữa cơm sáng sự tự lo sư chỉ sống đơn giản như thế Niệm Phật được ba năm à, Trước nghe vãng sanh Sư nói với bà cụ chăm khu khu sóc khu mình à, Nói là hôm là nay bà không cần phải nấu cơm <laughs> Tôi muốn vào thành phố thăm mấy người bạn Thật ra là đi từ biệt Gặp mặt lần sau cùng Sư cũng không nói với người khác là mình sắc vãng sanh Sư có định công nên không nói Đến tối trở về trong ngôi miếu nhỏ Nói với bà cụ Ngày mai cũng không cần nấu cơm Bà cụ thấy vị Pháp Sư này Ba năm không ra khỏi cửa Ngày hôm qua đi ra ngoài Lại dặn ngày mai không cần phải nấu cơm Chắc là có người mời ăn cơm Nên trưa ngày mai đến xem Pháp Sư có ở nhà không? Thấy trong chùa không có ai Kêu cũng không ai trả lời Khi đến Phật đường xem Thấy sư đứng trước tượng Phật Đứng ở đó, trên tay cầm sưu chuỗi. Gọi sư không phản ứng, xem kỹ lại thì thấy sư đã mất. Sư này chưa từng thấy ai đứng như vậy mà mất. Cho nên bà cụ kinh ngạc đến ngẩn người. Cũng may ở đó có mấy người học Phật. Bà đến thông báo với mọi người, Pháp Sư đã vãng sanh, đứng vậy mà vãng sanh mọi người đều đến xem. Thế vậy thì sao? Lập tức đến báo với pháp sư đế nhàn. Ngài đế nhàn ở chùa quán tông. Lúc đó đi bộ không có phương tiện giao thông, phải người đi báo tin đi và về mất ba ngày. Pháp sư đế nhàn đã đến, sư đứng ở đó ba ngày. Pháp Sư Đế Nhàn lo hậu sự Vô cùng khen ngợi Sư xuất gia không uổng phí Thành tựu của Sư Các bậc phương trượng Đại Hòa Thượng Trong danh Sơn Bảo Sát hiện tại Đều không sánh bằng Các bậc cao tăng hoàng pháp nghiên cứu kinh giáo Cũng không thể sánh bằng sư lời khen ngợi này là thật không phải giả sư có mề biết chữ khi chưa xuất gia cuộc sống vô cùng vất vả làm nghề thợ hàng hiện nay nghề này không còn nữa lúc nhỏ tôi có thấy gánh một gánh nhỏ ở nông thôn làm gì sư giúp người ta hàng lại những nồi son bị hư sư làm nghề này hàng một cái được một hai đồng bạc một ngày kiếm được mười đồng đã là không tệ rất khó được nên nghề này rất khổ lại không biết chữ là người bạn cùng chơi từ nhỏ với pháp sư đế nhàn về sau thể pháp sự đế nhàn xuất gia rất tốt nên cũng phát tâm này nhất định phải xuất gia phải xuất gia thì pháp sự đế nhàn công nhận cũng không được nhưng thật sự thành tựu sự thật thà nghe lời y giáo phụng hành không đơn giản chúng ta Và tin rằng người như vậy theo nhận xét hôm nay của tôi Đều là Bồ Tát thị hiện Đến biểu diễn cho chúng ta thấy Nói cho chúng ta biết Pháp môn niệm Phật rất vi diệu Bất kỳ ai cũng có thể thành tựu Tấm gương thành tựu Cũng giống như Thế Tôn Phóng ánh sáng hiện tướng đoan nghiêm vậy Thi hữu khó gặp Quý vị xem người ta niệm Phật ba năm Chỉ một mình Không có bạn Chỉ nghe theo một câu nói của Hòa Thượng Pháp Sư Đế nhàn không dạy sư đi gì cả Vì giảng kinh sư cũng không hiểu Chỉ dạy sư niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật Niệm mà thì nghĩ Nghĩ khỏe lại niệm Không phân biệt ngày đêm Quý vị thấy hoàn toàn không có áp lực khi nào mệt thì nghĩ, nghĩ xong là tiếp tục niệm Người nghèo sức khỏe Không có ý niệm Người giàu có ý niệm quá nhiều Buồn không được Còn sư không có gì cả Sau khi xuất gia Hòa thượng cho sư hai bộ quần áo Người nghèo như vậy ai cũng dường cho Mới xuất gia lại không biết gì Hòa thượng đế nhàn từ bi Làm tăng tự duyên cho sư Sự không phụ lòng hòa thượng Thật sự thành tựu Đứng vạn sanh biết trước giờ chết Chính là sự báo đáp ơn của Hòa Thượng Đế Nhàn Cũng là chân chánh báo ân Phật Thì hiện đoan tướng như vậy cho chúng ta thấy Khiến chúng ta có niềm tin kiên định với pháp môn này Không còn hoài nghi Cũng biết áp dụng phương pháp này là đủ Không cần phải rườm ra trong tâm có Phật A-di-đà Trên miệng không ngừng niệm Phật A-di-đà Khi có thời gian Nên thường xuyên lễ lại Phật A-di-đà Sự lễ bái này Có thể tiêu nghiệp chứng Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay Nghiệp chứng rất sâu nặng Tu Pháp sám hối Cầu bên dưới Nên hỏi rằng Vì sao niệm quá khứ vị lai chư Phật Vì sao niệm hiện tại chư Phật tha phương Nếu không phải niệm Phật Làm sao bây giờ oai thần văn dội của Phật Lại hiện ra ánh sáng hy hữu thù thắng như vậy đây là sự suy đoán của ngài A Nan. Chắc chắn là Đức Thế Tôn đang niệm Phật Nhưng không biết Ngài niệm Phật quá khứ Phật vị lai Hay là hiện tại tha phương Phật Vì thế mà thỉnh giáo Phật Bên dưới giải thích Oai là giọng mạnh Thần là không thể đo lường Đây là nói oai thần vang dội Vang dội là ánh sáng đẹp đẽ. Ánh sáng đẹp đẽ tráng lệ. Trong ánh sáng của Phật hiện ra sự trang nghiêm của cõi nước mười phương. Hiển lộ ra huyền môn vi diệu không thể nghĩ bàn của hoa nghiêm. cổ nhân nói kinh vô lượng thọ tức là trung bộn hoa nghiêm có đạo lý vì sao vậy vì trong tất cả kinh điển chỉ có kinh hoa nghiêm nói đến thập quyền môn điều này trong các kinh điển khác đức phật chưa từng nói đến kinh vô lượng thọ có nghĩa của thập huyền môn ở trước chúng ta đều đã học nên kinh này không khác gì kinh hoa nghiêm gọi nó là trung bộ hoa nghiêm là căn cứ theo đạo lý trong kinh điển là nói đến đạo lý của thập quyền môn trong kinh này có không thiếu điều nào khi liên trì đại sư còn tại thế giảng kinh di đà sớm sao lúc đó ngài hoàn toàn dùng hoa nghiêm phương pháp khai mở thập môn để giới thiệu bộ kinh a di đà này nâng kinh a di đà lên đến cảnh giới hoa nghiêm vì sao ngài làm như vậy khiến chúng ta liên tưởng đến Lúc đó thiền tông hưng thịnh Tịnh tông suy yếu Đa phần cho rằng Tịnh độ tông Là tiếp dẫn những người không có tri thức Như các ông bà cụ Là để tiếp dẫn họ về cấp sĩ đại phu ngày nay chúng ta gọi là phần tử tri thức cao cấp họ không có nhân duyên tiếp xúc trong tình hình này ngài liên trì đại từ đại bi biết người học phật không ai không tôn kính hoa nghiêm Mà tịnh tông thật ra là chỗ về của Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta đọc phẩm sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm Thấy Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương quy về cực lạc Cổ Đức nói sự viên mãn của Hoàng Nghiêm ở vô lượng thọ Cho nên Đại sư Liên Trì Để dùng giáo nghĩa Kinh Hoa Nghiêm Để giải thích Kinh A-di-đà Nâng cao địa vị của tịnh Tông lên ngang tầm với Kinh Hoa Nghiêm Khiến Pháp môn tịnh độ được phục hưng trở lại Sau khi Ngài qua đời Ngậu Ích Đại Sư tiếp nối Hai vị tổ sư này đã phục hưng tịnh độ trở lại Bây giờ chúng ta đều biết Họ không phải người phàm Mà là Phật Bồ Tát Tái Lai Thân phận của Đại sư Liên Trì chưa bộc lộ Chúng ta không biết Nhưng Đại sư Ấn Quang Đối với Kinh chi Đà Yếu Giải của Đại sư Ngậu Ích Tán tháng đối với bản chú giả này Chúng ta phải suy nghĩ tường tận Trong đó có rất nhiều huyền nghĩa Ngài nói Cho so dù cổ Phật tái lai Để chú giải kinh A-di-đà Cũng không hơn được bản này sự tán thán đã đến đỉnh điểm đúng vậy chăng Thân phận của Đại sư Ấn Quang bộc lộ Ngài chính là Bồ Tát Đại Thế Chí Tái Lai Bồ Tát Đại Thế Chí khen ngợi chú giải này như vậy Vậy người chú giải này là ai? Chúng ta nghĩ không phải Phật A-di-đà Thì cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm mới có thể được Bồ Tát Đại Thế Chí khen ngợ như vậy. Suốt đời Đại sư Ngẫu Ích học theo Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì đã vãng sanh. Ngài là đệ tử tư thuộc của Đại sư Liên Trì. Ngài học theo những trước tác của Đại sư Liên Trì. Đọc sách của Đại sư Liên Trì Ngưỡng mộ Đại sư Liên Trì Nên học tập theo Ngài Đại sư Liên Trì là tổ sư đời thứ 8 của tịnh Độ Tông Còn Ngài trở thành tổ sư đời thứ 9 Ngài đã học thành công Trong truyền thống ngày xưa Mạnh tử tự học theo khổng tử là đệ tử tư thuộc của khổng tử trong phật giáo đại sư ngẫu ích là đệ tử tư thuộc của đại sư liên trì đây đều là học được khi thầy đã qua đời y theo trước tác của thầy lưu lại mà học tập thành công cổ nhân nói thành xuất ư lam nhị thắng ư lam đệ tử vượt qua thầy đây là thật không phải giả nhưng người xưa chú trọng tôn sư trọng đạo dù hơn thầy nhưng vẫn tôn phụng thầy trên cao đây là đại đức là giáo dục quý vị xem các bậc đế vương ngày xưa các đời đế phương Đạt được chính quyền Lên làm hoàng đế Nhất định truy phong cha mẹ ông bà làm thái vương Đây là gì? Là kính tổ tông Kính thầy Đây là hai, hai vấn đề quan trọng nhất trong truyền thống xưa Việc dạy học của Phật giáo cũng không ngoại lệ Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Sự thành tựu của một người Ân đức của hai bậc này lớn nhất Thành tựu hơn cha mẹ Hơn thầy tổ Nhưng không dám coi thường cha mẹ và thầy tổ Dùng cách này để giáo huấn người trong thiên hạ Người trong thiên hạ mới thật sự thâm phục Vô cùng thâm phục quý vị Nếu hơn cha mẹ Mà bất hiếu với cha mẹ Vì cha mẹ không bằng mình Bản lĩnh ta lớn hơn cha mẹ Hạ người này rất nhiều Người trong xã hội coi thường những người bất hiếu cha mẹ Bất kính sư trưởng Địa vị và danh dự của quý vị trong xã hội hơn thầy Nhưng không hề hỏi hang thầy Đây là gì? Là bội sự phản đạo Là đại bất hiếu Cho dù thành tựu đến mấy Lúc đó có người tân bốc quý vị Nhưng trong lịch sử không ai tôn kính quý vị Những vấn đề này chúng ta phải hiểu câu sau cùng huyền môn không thể nghĩ bàn nên hiện ánh sáng hi hưởng thù diệu tuyệt luân nên thỉnh phật tuyên thuyết đây là nói tôn giả a nan vì sao phải khởi thỉnh đức phật nói vấn đề này đoạn sau cùng là tán thỉnh hứa thuyết đức thế tôn vô cùng khen ngợi câu hỏi của ngài a nan công đức khởi tĩnh này rất lớn hôm nay hết giờ rồi ngày mai chúng ta học tiếp đoạn này nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật